các bạn, đây là quá trình tôi đã làm phóng sự đột nhập vào trong khu căn cứ rất là nguy hiểm, bắt quả tang đồng chí này. Mẹ kiếp, chính nó đây, người đã gây án, đối tượng vừa gây án. Xem cặp về hàng họ thế nào. Quá nguy hiểm, đường chí này đã chính biết đã xong. Nước chảy linh đàn. Đến lúc quay là thay không sao.